Như các anh chị đã biết thì một đứa bé mới biết nói sẽ nói một lần một từ, sau đó là hai từ và nhiều từ một lần rồi đến một câu đúng ngữ pháp và trong mọi tình huống thì từ vựng luôn đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy có rất nhiều cái cuộc nghiên cứu về từ vựng và theo nghiên cứu của Oxford thì 25 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất chiếm 30% nội dung giao tiếp hàng ngày, 100 từ tiếng Anh thông dụng nhất chiếm 50% nội dung giao tiếp hàng ngày và 300 từ tiếng Anh thông dụng nhất chiếm 65% nội dung giao tiếp hàng ngày và 1.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất chiếm 89% nội dung giao tiếp hàng ngày và 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất chiếm 95% nội dung giao tiếp hàng ngày Chính vì vậy tôi dựa vào những thống kê này tôi đã soạn ra danh sách 300 từ tiếng Anh thông dụng nhất bao gồm nghĩa phiên âm từ loại ví dụ và audio kèm theo cũng như danh sách 1.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất và danh sách 3.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất vì vậy các anh chị hãy comment bên dưới con số tôi sẽ gửi quà tặng cho các anh chị 300 cho danh sách 300 từ 1.000 cho danh sách 1.000 từ và tương tự như vậy cho danh sách 3.000 từ Cảm ơn các anh chị rất nhiều Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau Bye bye